Hello anh em nha. Tiếp tục mình lại trở lại đây anh em ơi. Mình là Lộc Shadow, mình trở lại với con game Compound anh em ơi. Thì trước khi chơi con game Compound này sẽ có hai cách nạp nè anh em. Cách nạp thứ nhất là dấu cộng, cách nạp thứ hai là chữ nạp tiền nè anh em. Anh em nhấp vô thì sẽ hiện một cái giao diện như vậy nè. Gồm có nạp siêu tốc, thẻ cào, Momo, Zalo Pay, Viettel Pay, QR Banking, e-banking nè anh em. Thì có rất là nhiều cái cổng nạp cho anh em muốn lựa chọn luôn nha. Thì ngoài ra con game Compound này có phần sự kiện nè anh em. Đây sự kiện như là báo danh thường ngày. Nếu mà anh em đăng nhập thường ngày thì được tiền. Cái VIP của anh em càng cao thì số tiền nhận của anh em càng nhiều nha. Ngoài ra cái show chia sẻ anh em chia sẻ Facebook sẽ được 3k, một tháng sẽ được 90k nha anh em. Còn cái code này mình có để cái link nhóm Telegram ở dưới phần mô tả đó anh em. Anh em nhấp vô để tham gia nhóm Telegram để nhận mã code nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ chơi con game Compound anh em ơi. Thì con game Compound này gồm có 3 cào, thiên thử, liên, hồng hổ, ba cây, tài xỉu, ba cây gác, đặt bơm, số 3D, sóc đĩa, đứng lên miền Nam, bộ cua, đỏ đen, quay thú, siêu xe, săn cá, độc bảo. Bây giờ mình chơi con game quay thú anh em ơi. Nên mình có 30m, nên mà mình quýnh nó tầm khoảng 32m mình nghĩ anh em ơi. Ghê vô chim én luôn anh em ơi. Hai chim rồi. Mình theo về bên chim luôn anh em ơi. Mình theo về bên chim rồi mình theo con đại bàng trăm. Mình theo tất cả 200, theo con công 100k anh em ơi. Ừ. Ngon lành anh em ơi. Ăn được 3m anh em ơi. Về con chim thêm 5 sĩ nữa anh em ơi. Rồi về thú anh em ơi. Về con khỉ anh em ơi. Cầu này mình về bên chim luôn anh em ơi. Về chim 1m rưỡi luôn anh em ơi. Chim mén anh em ơi, về con chim. Là lên được 3m nữa. Là 34m mình ăn được 4m anh em ơi. Thì mình sẽ out ra anh em ơi, mình không có dây dưa nữa anh em ơi. Thì mình ăn được 4m thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cái phần đại lý nè anh em. Anh em nhắc vô thì sẽ hiện một cái giao diện như vậy. Anh em sẽ nhấn sao chép, anh em gửi cho bạn bè, người thân, những người cần chơi anh em. Thì sẽ được số tiền hoa hồng nha anh em. Còn cái hướng dẫn này anh em, ví dụ anh em là A, anh em với hiệu B, B với hiệu B1, B1 với hiệu cho N, tất cả đều là cấp dưới của anh em nha. Thì ngoài ra có dòng xây nè anh em. Dòng xây này nếu mà anh em tích một ngày anh em tiêu được 3.000 điểm thì em sẽ đích được 1 điểm, 1.000 điểm sẽ được dòng bạc nè, 5.000 điểm dòng vàng, 20.000 điểm là dòng kim cương anh em ơi. Rất là ngon lành cành đào anh em ơi. Thì ngoài ra có phần cây gung tiền nè anh em. Cây gung tiền một ngày anh em sẽ được nhận được 1 ghìa miễn phí nè anh em. Nếu mà anh em tiêu 900k sẽ được 1 ghìa, 9m sẽ được 2 ghìa, 30m 7 ghìa, 300m 10 ghìa, 3 tỷ 20 ghìa, 15 tỷ 30 ghìa anh em. Anh em tích được 5 ghìa thì có ghìa đồng nè, 15 ghiều là bạc nè, 25 ghiều là vàng nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ rút tiền thử cho anh em xem nè. Anh em nhấn số tiền cần rút, anh em liên kết với tài khoản ngân hàng nè. Anh em bấm số tiền cần rút, ví dụ mình muốn rút 4m đi anh em.
Đây. Rút tiền. Vì nó đang bị bảo trì nha anh em ơi. Thì một tí mình sẽ rút sau nha anh em. Thì nếu mà anh em rút tiền á, từ 30 giây cho đến 1 phút tiền sẽ vào tài khoản của anh em. Nếu quá 3 phút tiền sẽ vào tài khoản của anh em liên hệ để hỗ trợ giúp mình nha. Tiền sẽ vào tài khoản của anh em nhanh hơn nha. Thì cảm ơn anh em đã xem đến hết clip nha.